Cách đây ít giờ, một bài viết trên Facebook có tên Ngăn Thu Quang về hành xử côn đồ của người đàn ông đối với mẹ chị tại một máy ass ở Hà Nội đã gây để ý trên mạng làng mạc hội. Theo chủ tài khoản Facebook này chia sẻ thì sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 12 tháng 10 tại Khương Trung, Hà Nội. Thời điểm đó, có nhiều người đang xếp hàng để chờ rút tiền. Khi chuẩn bị đến lượt mẹ chị rút thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, chen ngang. Thấy vậy, mẹ chị đã lên tiếng nhắc nhở, mọi người ai cũng phải xếp hàng, ai cũng đợi rút, em thanh niên hay lại làm thế, chỉ còn cháu nhỏ đứng cũng lâu thế hệ đến lượt, em đi xuống sau xếp hàng đi. Chỉ sau 2 tiếng, bài chia sẻ trên Facebook Ngăn Thu Quang đã hút sự đông đảo rất lớn trên. Theo lời kể lại thì không những không nghe theo lời nhắc, người đàn ông này còn bày tỏ thái độ đầy khó chịu, ngông nghênh. Mọi người để yên cho anh ta chen ngang rút tiền trước, tuy nhiên sau 5-7 phút anh ta lại quay sang trọng chửi bới, thậm chí là đánh người phụ nữ này, rồi giật điện thoại không cho bà quay. Con ranh này bố láo, mày biết tao là ai không? Mày thích quay à? Mày quay đi! Những người có mặt ở đó đã phải chạy tới can ngăn hành vi đánh phụ nữ của người đàn ông này. Người đàn ông đánh một phụ nữ khi bị nhắc không chen ngang khi đứng rút tiền ở cây ass. Đoạn clip chỉ ghi lại một phần sự việc, nguồn cơn toàn cục sự việc vẫn chỉ là lời kể từ một phía, vậy nhưng cách hành xử côn đồ của người đàn ông đối với người phụ nữ kia khiến dân mạng không khỏi bức xúc, lên tiếng chỉ trích.